Xin chào cả nhà trở lại với kênh Xuân Mỹ. Đây là chị Bạch Ngọc, lần này chỉ dẫn công nhân sang Nga, xưởng may của gia đình chỉ làm việc và từ Hà Nội bay quá cảnh ở sân bay Dubai rồi mới vào sân bay Moscow của nước Nga. Mời cả nhà xem sân bay Dubai nha. Đây nhá, hôm nay đưa hai bạn công nhân sang nhé. Đây, hai ba chị em đang ở đây nhá. Xin chào nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Bạn quê đâu nhỉ? Mình quên rồi. Em Tuyên Quang. Tuyên Quang à? Ừ, Tuyên Quang cũng cùng mà mình có nhóm. Em ở đâu? Nam Định à? Ôi, Nam Định đi toàn hội đồng hương nhà mình nhiều lắm. Đấy, nhìn thấy chưa? Đẹp không các bạn? Đẹp chưa? Ở đây đang ở Dubai. À, bọn mình nghỉ ở đây được 3 tiếng, sau đó chuyển máy bay để bay về Moscow. Nha các bạn nhé. Nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. Đấy. Một thành phố tuyệt vời, sân bay rộng lắm các bạn ạ. Trời đất ơi. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, đẹp chưa? Bạn đang cười. Đây, trong sân bay Dubai này. Yeah.
does it say look like?